để chào đón ngày mới cùng quý vị trong bản tin thời tiết 6 giờ sáng ngày Chủ nhật 26 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, những hình thái gây mưa cho khu vực Bắc Bộ đã suy yếu đi, thời tiết ở miền Bắc đang có xu hướng tốt hơn, mây mưa giảm dần, trời khô ráo và sáng sủa hơn. Và đây cũng là dấu hiệu cho thấy người dân Bắc Bộ và Hà Nội sẽ đón những ngày nghỉ lễ trong tiết trời nắng đẹp. Sáng sớm nay thì ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trời vẫn còn khá nhiều mây, tuy nhiên thì nhiệt độ đã có xu hướng tăng nhẹ lên so với 24 giờ trước đó. Hiện lúc này mức nhiệt tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ đang dao động trong khoảng từ 22 cho đến 24 độ, trời khá mát mẻ và dễ chịu. Đến khoảng gần trưa thì trời sẽ xuất hiện nắng nhiều trở lại và nhiệt độ tiếp tục tăng thêm lên khoảng từ 2 cho đến 3 độ nữa, với mức nhiệt cao nhất sẽ là từ 27 cho đến 30 độ. Tuy vậy thì cảm giác vẫn khá mát mẻ. Trong khi đó, ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, trời sẽ bắt đầu có nắng sớm hơn. Nắng xuất hiện từ sớm khiến cho nền nhiệt trong ngày ở khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ nhanh và đạt mức cao nhất vào trưa chiều, phổ biến trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Đối với các tỉnh ven biển miền Trung, thời tiết cũng đang có dấu hiệu chuyển tốt hơn. Ngày hôm nay, khối không khí lạnh và vùng hội tụ gió đông gây mưa không còn hoạt động nữa. Vì thế mà ở khu vực phía nam của Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, diện mưa sẽ giảm xuống chỉ còn ở mức rải rác. Riêng khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình vẫn có mưa nhiều, nhưng cường độ mưa có xu hướng giảm bớt so với những ngày trước. Lượng mưa ước tính chỉ còn từ 10 cho đến 20mm. Do vẫn có mưa rải rác nên ở khu vực này, trời vẫn khá mát mẻ với nhiệt độ được dự báo trong khoảng từ 27 cho đến 29 độ. Đối với các tỉnh phía Nam, từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, ngày hôm nay cũng hứa hẹn sẽ là một ngày cuối tuần với thời tiết đẹp ở khu vực này. Toàn vùng trời không mưa, ban ngày nắng ráo và nhiệt độ có xu hướng tăng dần từ Bắc vào Nam. Nếu như ở Đà Nẵng và Quảng Nam, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 32 độ, thì xuống tới Quảng Ngãi và Bình Định, nhiệt độ sẽ tăng lên mức 33 độ và mức 34 độ cho dọc các tỉnh từ Phú Yên trở vào cho đến Bình Thuận. Thưa quý vị, nằm trọn trong khối không khí biển ổn định nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang ở trong những ngày nắng mạnh, nhiệt độ tăng cao. Trong hôm nay, cả hai khu vực này trời đều có nắng từ sớm, với thời gian nắng trong ngày kéo dài liên tục suốt từ 7 giờ sáng cho đến tận 18 giờ chiều, nên nhiệt độ ở Tây Nguyên sẽ tăng lên ngưỡng từ 34 cho đến 35 độ. Mức nhiệt nắng nóng 36 đến 37 độ có khả năng sẽ xuất hiện ở An Bupa của tỉnh Gia Lai, Cát Tiên của tỉnh Lâm Đồng hay là thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk. Trong khi đó ở Nam Bộ thì nắng nóng sẽ xảy ra ở cả miền Đông lẫn các tỉnh miền Tây với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 34 cho đến 36 độ. Riêng một số điểm ở miền Đông như là Đồng Phú, Tà Lài, Bình Dương hay là Phước Long, nhiệt độ có thể lên cao tới mức 36 cho đến 38 độ. Do ban ngày trời nắng mạnh và nhiệt độ cao nên đến khoảng chiều tối thì những cơn mưa dông nhiệt rất có khả năng sẽ xảy ra, tập trung nhiều ở khu vực phía Nam Tây Nguyên như là các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng và phần phía Bắc của miền Đông Nam Bộ như là các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh và Bình Dương. Mưa dông nhiệt xảy ra là do sự bất ổn định trong bầu khí quyển nên nguy cơ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc xoáy, mưa đá và gió rất mạnh. Do vậy, bà con ở khu vực này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết trên biển. Thưa bà con ngư dân, ngày hôm nay đáng lưu ý nhất đó là thời tiết ở khu vực biển phía Tây, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vùng vịnh Thái Lan do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông. Vì thế mà vào chiều và tối ở các khu vực này sẽ có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng hiện tượng tố lốc và gió giật, thậm chí là cả hiện tượng vòi rồng cũng có thể xuất hiện trong khoảng thời gian này. Nên các tàu thuyền hoạt động tại đây cần chú ý đề phòng. Trong khi đó, ở khu vực vùng biển Bắc Biển Đông và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa đến khu vực Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, thì thời tiết đang dần trở nên ổn định, tốt hơn, với trời đều phổ biến là tạnh ráo không mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Gió thịnh hành hướng Đông Bắc đến Đông, nhưng có cường độ giảm dần, nên nhìn chung là thời tiết không gây nhiều trở ngại cho các hoạt động giao thông ở trên biển. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết 6 giờ sáng ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại.